Chào các bác nhá. Chào mừng anh em đến với kênh YouTube của shop bán phụ kiện nhá. Bơm cao áp, bơm PCP nhá. À, bơm và phụ kiện. Thì đây là có 2 4 6 cái mẫu bơm tay, 6 mẫu bơm tay. Thế còn phụ kiện của bơm. Phụ kiện của bơm mình sẽ có cho các bác là một cái túi mút lọc. Mút lọc này thì dành cho là mút lọc to đấy, cho lọc ẩm to nhá. Một cái cà lê đi theo này, một cái gói gioăng sim dự phòng này, một lọ dầu silicon để bôi trơn, đây là dầu silicon, đây gọi là phụ kiện của bơm. Ở đây là cơ bản là giấy phụ kiện của bơm này sẽ có bán lẻ các bác nhé, sẽ có bán lẻ. Ở đây là giới thiệu cho các bác tất cả các loại bơm tay cao áp hiện nay trên thị trường đang có nhé. Các bác lướt qua một lần, đầu tiên là cái bơm này gọi là bơm đồng hồ nhỏ, nó cầm nhỏ, bầu nhỏ luôn, mình gọi nó là cái bơm nhỏ. Cái bơm tiếp theo nó là bơm đồng hồ to, lọc nhỏ nhá, hay gọi là bơm FB cải tiến. Cái bơm thứ ba là đồng hồ to, lọc to, hay gọi là bơm FB. Còn cái bơm thứ tư cũng là đồng hồ to, lọc to, nhưng mà nó gọi là FB loại 1. Cái bơm thứ năm là bơm Johnson, bơm Johnson. Cái bơm thứ sáu là bơm cánh bướm các bác nhé. Đấy, nó có hình cánh bướm thì gọi là bơm cánh bướm. Thế nhiều khi quen mồm mới gọi là bơm bướm, thế nhưng mà nó là bơm cao áp nhá, bơm cao áp các bác nhá. Thì đây tôi sẽ cho các bác xem cụ thể từng cái một. Đầu tiên nó là cái bơm lọc nhỏ đây, bơm lọc nhỏ này, đồng hồ nhỏ nhá, mọc nhỏ, đồng hồ nhỏ, đạp chân không gấp được nhá, đạp chân không gấp được. Giá cái này là 600.000 các bác nhá, 600.000 cho một cái này, đã bao gồm cả cước phí rồi, cước phí chuyển phát về đến nhà này các bác. Đây nhá, cái này gọi là bơm nhỏ này, 600. Giới thiệu từng cái cho các bác cứ theo dõi clip nó còn ra. Rồi các bác có nhu cầu lấy cái nào thì vui lòng liên hệ trực tiếp với shop theo cái số điện thoại ở bên phía dưới màn hình nha các bác nhé. Các bác theo dõi kênh YouTube của shop thì vui lòng bấm vào nút đăng ký ủng hộ kênh, thì các bác sẽ nhận được những cái clip mới và những cái sản phẩm mới mà gửi tới các bác, những cái phụ kiện rất là hay, rất là độc đáo nhé, đặc biệt là anh em mới truy cập kênh. Còn cái bơm này gọi là cái bơm FB lọc nhỏ, FB lọc nhỏ. Cái bơm này mới gọi là bơm FB cải tiến nhá, bơm cải tiến. Có nghĩa là đồng hồ to này, đồng hồ to, nhưng mà cái độc ẩm này là độc ẩm nhỏ, đạp chân là vẫn là dạng đạp chân gấp lại được, đạp chân gấp lại được. Nhá. Thì nói cụ thể thêm cho các bác với cái mẫu bơm nhỏ này, thì cái sức nén của nó là 200 kg các bác nhá. Thế còn cái bơm FB này thì nó sẽ nén cho các bác là 250 kg nhé. Bơm FB đồng hồ to lọc nhỏ hay gọi là FB cải tiến, thì với cái bơm này giá của nó là 800.000 các bác nhá, 800.000. Tiếp theo là đến cái bơm đồng hồ to nhé, đồng hồ to này mà lọc ẩm to, anh em gọi nó là bơm FB. Đây lọc ẩm to, lọc ẩm to chà bá luôn. Cái lọc ẩm này mà các bác mua này nó là hơn 100.000 nhé. Đồng hồ to này, bầu to này, cái đầu to, đạp chân vẫn là dạng đạp chân gốc nha, vẫn là đạp chân gốc. Đấy, rất là gọn gàng. Thì cái hàng này nó là 900. Đấy, 900. Hàng này thì nó đắt hơn cái hàng lọc nhỏ là ở cái tiền lọc ẩm ấy thôi, ở tiền lọc ẩm ấy thôi. Thế còn bản chất cái bơm thì nó giống nhau, nó chỉ đắt hơn là cái tầm vỏ, đắt hơn 100.000. Đây, bơm này là 900 này. Tiếp theo là cái bơm này thì gọi là bơm, đây có đầu sư tử này, bơm này gọi là bơm FB loại 1, con này FB loại tốt nhất của dòng FB, đồng hồ to, bầu to, lọc ẩm to, nhân lọc ẩm to. Đấy, đạp chân gấp, cái này gọi là dòng FB loại 1, đạp chân gấp này, và nó có hình đầu sư tử ở đây nhé. Thì cái này là tiền nào của đấy, shop giới thiệu sản phẩm nào là bán đúng sản phẩm đấy
các bác đặt cái mẫu bơm nào rồi gửi đúng như các bác cái mẫu bơm đấy. Thì đối với cái bơm này gọi là bơm FB loại 1 thì giá nó là 1 triệu nhá, giá 1 triệu cho cái bơm FB loại 1. Cái bơm FB loại 1 ấy thì nó chỉ có khác ở cái chỗ là nó sẽ đóng trong cái bao bì hộp màu xanh. Bao bì hộp màu xanh có hình bánh xe. Đấy, còn những cái bơm khác thì sẽ đóng trong cái hộp bìa cắt tông thôi. Đấy, không phải đóng bao bì. Cái bơm FB loại 1 đóng cái bao bì này nhá. Cái bơm FB loại 1 giá là 1 triệu. Tiếp theo là cái bơm dòng cao cấp. Dòng cao cấp nhất, bơm xịn nhất gọi là bơm rau sim. Đấy, bơm rau sim này thì nó sẽ đắt rồi và nén thì cực kỳ là êm, cực khỏe, nén tới 300 kg, hơn 300 kg nhá. Lọc ẩm thì sẽ là lọc ẩm to, đi theo lọc ẩm to, bầu là bầu tròn dạng như thế này, nén cực khỏe, đạp chân là bằng inox mà đạp chân là thiết kế không gấp được nha các bác nhé, thiết kế không gấp được, bầu to, đồng hồ to. Đấy, đạp chân là dạng không gấp được như thế này. Cái này thì nén rất là tốt, nén đến 300-400 kg nhá. Bơm này gọi là bơm rong xin. Bơm rong xin. Bơm rong xin này thì sẽ có giá cho các bác là 1.650.000 nhá. 1.650.000 cho cái bơm rong xin này. Đấy, bơm rong xin. Cái mẫu cuối cùng lại là bơm con bướm bướm. À, bơm cánh bướm các bác nhá. Bơm cánh bướm. Bơm cánh bướm này thì nó thiết kế rất là độc đáo, đi theo nó là lọc ẩm to, lọc ẩm to, đầu đồng hồ to, đồng hồ to, và đạp chân thì vẫn là cái đạp chân dạng gốc, hình cánh bướm bướm, yeah, hình cánh bướm bướm. Đấy, những cái duy nhất là này là hình cánh bướm bướm thôi, phải là bơm cánh bướm. Thì bơm này là nó thiết kế theo như mình một cái đường hút hơi vào, nó hút qua cái ống này, hút qua cái ống này, và không khí trước khi vào đây ấy, là qua cái hệ thống hạt hút ẩm này, hạt hút ẩm này thì không khí được vào là rất là sạch khô, nó rất là sạch khô nhá. Thế còn cái hệ thống ở trong này ti tụng này kia nó cũng khác xa với cái dòng FB, khác xa dòng FB, nó là dòng cao cấp hơn, dòng đắt tiền hơn nha các bác nhé. Đây ví dụ như các bác mà xoáy cái nhựa ra này, cái nhựa này là cái chứa những cái hạt hút ẩm ấy, nó xoáy nhựa ra này, được, xoáy này ra. Phải ra như này, các bác bơm, các bác để tay đây này, nếu có lần bơm ấy, đó, thì nó sẽ có độ mút ở chỗ này, nó lấy hơi ở đây, nhé, nó lấy hơi theo đường này nữa, hỗ trợ thêm một đường lấy hơi nữa, thế còn những cái bơm khác thì sẽ lấy hơi qua cái chỗ tay cầm, cái bơm cánh bướm này nó rất là đặc biệt, hàng rất là êm, nhé, đấy cái này thì cái dòng bơm này thì không phải ai cũng biết chơi, đấy, anh em cũng không phải ai biết chơi dòng này. Dòng này rất là tốt, bơm bướm bướm nhá, anh em lại thấy nó lạ khó chơi nhưng mà dòng này chơi cực êm. À, cái này thì là hình là khô, đây thì là 6 cái mẫu bơm cơ bản nhé, 6 mẫu bơm cơ bản trên thị trường, và giá các bác theo dõi, các bác ưng mẫu nào thì vui lòng nhấc điện thoại lên alo trực tiếp cho shop theo số điện thoại bên dưới màn hình nhá. Ngoài ra các bác muốn mua thêm phụ kiện đi theo bơm, phụ kiện theo bơm tay thì sẽ có cho các bác đây, gói bông này, lọ dầu này, cà lê này, gói sim này nhé. Thế đây nó là lọc ẩm to, thế còn các bác mà dùng lọc ẩm nhỏ thì về các bác cắt ra đây, cắt đi cho nó thành nhỏ là các bác đút vào lọc ẩm nhỏ, nhưng mà cái gói phụ kiện là mặc định nó đi theo như này, 4 món như này. Đấy, mặc định theo 4 món như vậy nhá. Rồi, xin cảm ơn các bác đã theo dõi clip, các bác vui lòng bấm vào nút đăng ký ủng hộ kênh nhá, để nhận được nhiều những cái video về sản phẩm mới giới thiệu đến anh em nhá. Rồi, xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những cái clip sau nhé.